Chào em sầu vô hạn nha. Buổi live của mình hôm nay là cái phần đầu mình nói về các anh em vẫn còn đang chống phá vào Đại Nam. Thì thời gian vừa qua mình thấy rất nhiều kênh YouTube lên cung cấp thông tin là rất là nhiều người ở trong một cái tổ chức nhận tiền từ Nam Quan Tiến Dũng để về phân phát và chia nhau lập đàn lập group để mà chống phá vào Đại Nam, gây áp lực lên chị Hằng, làm xấu đi cái bộ mặt của chị Hằng. Rồi chào Trang Mai nha. Đó rất nhiều ha, nhưng mà làm gì làm thì mình cũng khuyên nhà mình rằng là biết thôi. Còn cái việc đó là có nhận hay không nhận là từ từ cơ quan chức năng sẽ làm việc đó. Do chúng ta bây giờ chúng ta không tin vào bất kỳ một cá nhân nào cả. Anh Tony Phạm hay là cô Diệp thì mình cũng không tin. Mình nghe mình biết thôi chứ mình không không thể lấy không thể lấy cái đó là làm bằng chứng mà để chúng ta có thể là chúng ta đi nói những cái anti-fan ở phía bên kia là nhận tiền và chửi thuê. Chúng ta không nên vấn đề đó và chúng ta phải chờ cơ quan chức năng điều tra để xem thật sự là có như thế hay không, có thật sự là có nhận tiền để đi chửi thuê chửi mướn hay không, là chúng ta phải chờ cơ quan chức năng. Bởi vì thời điểm hiện nay là cơ quan chức năng đang vào cuộc rất là ráo riết, chúng ta thấy vào cuộc rất ráo riết. Vì sao thời điểm này một một số YouTube ở bên phía Atifan mất tích thì mình biết rồi, không có tự nhiên, không có gì là tự nhiên cả, và sắp tới cái sự mất tích này nó sẽ còn diễn ra dài dài và còn nhiều hơn nữa. Do đó chúng ta chờ, hãy chờ cơ quan chức năng làm việc ha. Khi nào có thông tin lúc đó chúng ta nói cũng không muộn. Còn bây giờ chúng ta nghe lời chị Diệp hay là nghe lời anh Tony Phạm, một số cá nhân nữa là chúng ta đi nói Atifan nhận tiền để chửi thuê chửi mướn, nhiều khi không có không đúng thì coi như là chúng ta đi nói oan cho người khác, đó là cái việc mà chúng ta không nên ha. Hãy chờ cơ quan chức năng khi nào có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng thông báo thì lúc đó chúng ta nói không muộn. Vậy cả nhà nha. Rồi hôm nay mình mời cả nhà mình nghe nghe nha, nghe đây là cái kênh, một cái kênh YouTube của đài HTV7, của đài HTV, kênh YouTube của đài HTV Thành phố Hồ Chí Minh là phát về cái thông tin là của Đinh Lan. Thì ở đây là mình mượn cái thông tin này ở bên kênh của Sơn Sàm, nhưng mà Sơn Sàm là cho rằng là đây là báo 60 giây, thì ở đây mình đính chính nha, ở đây không phải là báo 60 giây mà đây là một cái kênh thông tin tin tức của đài HTV truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đó. Và ở đây bây giờ mình mời nhà mình nghe nha, nghe một đoạn nói về Đinh Lan, nói về Thanh Trần, nói về nhiều nhiều cái Atifan phía chị Hằng nha. Rồi mình mời cả nhà mình nghe, xong rồi mình nói tiếp ha. Đây. Báo 60 giây đàng hoàng nha quý vị. Ha. Đó, À, mình báo nghe là 60 Sơn giây quý Sàm vị đang viết cho rằng về là báo ha. nghe Lan trước đi ha. Giờ đây là mình Đinh đính chính Lan là không không phải sao báo đến nha. phủ nhận ở bản ghi âm bị tố nhận tiền để kiện bà Hằng sắp thành thần y thứ hai của Việt Nam. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục cập nhật một Nghe số không? thông Nhà mình tin nghe đáng không? mắc Có của nghe vị nhỏ vợ không? Đinh Lan và cô luật sư thủ kho Thanh Trần. Vừa qua trên không gian mạng lan truyền một số thông tin đặc biệt là đoạn ghi âm của cuộc thoại của cô Thanh Trần đã trao đổi với cô Diệp Đậu với những nội dung chủ yếu liên quan đến Đinh Lan. Cô này có nhận tiền một cá nhân nào hay không để mà có thời gian và tiền bạc đi kiện tụng bà Nguyễn Phương Hằng và các kênh YouTube? Có phải đó là nguồn lực lớn khiến cho Đó, Đinh đây Lan là theo một nguồn cái thu kênh truyền của đài này truyền hình hăng cũng hái cũng nhất đang trong nói là suốt cho cả rằng một là thời nhận gian dài tiền như ha, vậy? Có nhưng thể mà thấy mình khoan điều này khoan hãy cũng nói khá vấn đề hợp đó, lý hãy và chờ cơ có quan vẻ chức năng đúng nha. khi mà suốt ngày chỉ thấy Đinh Lan chỉ cố thủ ở trong nhà suốt mấy năm qua. Vậy thì thánh kiện này làm cái gì, buôn bán gì để mà có nguồn thu nhập nuôi gia đình và dành thời gian đi kiện cáo khắp nơi như vậy? Và sau khi đoạn ghi âm này lan truyền thì Đinh Lan có những động thái khác lạ, đồng thời Thanh Trần cũng có những động thái mới. Thường là ở bên phía đối lập hay như cô Đinh Lan, nếu bình
thường mà có thông tin sai trái gì về mình thì họ sẽ nảy lên lưu toán ầm ĩ và lên đính chính, dọa dẫm kiện tụng người này người kia. Nói vậy là vu khống tôi vi phạm điều luật số bao nhiêu, nhưng thật lạ lần này cô luật sư Thanh Trần hoàn toàn im lặng, không dám hò hé nhắc được những đoạn ghi âm này, mà chỉ lên nói là yêu cầu cô Diệp Đậu trả tiền, bởi vì những cái nguồn mở cả nhà cà phê nha, uống cà phê tối nha, đã kêu gọi giúp cho cô Diệp Đậu với mục đích sử dụng Diệp Đậu như một con tốt để đi chỗ này chỗ nọ kiện tụng để tấn công người này người kia. Đặc biệt trong vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng, nhà máy oxy Đại Nam và vấn đề đất đai của doanh nghiệp Đại Nam, họ cho là vợ chồng bà Phương Hằng có những vấn đề về khuất tất trong vấn đề đất đai khi họ xây dựng một số khu công nghiệp. Đó là những thông tin kịch bản mà luật sư Thanh Trần đã cung cấp cho cô Diệp Đậu để tấn công bà Nguyễn Phương Hằng trong một thời gian dài trên không gian mạng, với những ngôn từ chỉ trích rất nặng nề đến mức người ta cảm thấy thời điểm đó cô Diệp Đậu phải là một trong những top dẫn đầu những người chửi bà Hằng của bên phía đối lập. Đến thời điểm hiện tại thì báo bên này đã quay xe rồi, thậm chí còn sợ đúng là tới rồi đó, bây giờ tới rồi. Cơ quan chức năng mà những gì tại sao là 6 ngày nay là Đinh Lan không lên như vậy nhằm giảm nhẹ tội danh là cùng lúc cũng 6 ngày nay là Trang Bấm Tâm là lên uống trà ha, cùng lúc luôn, hai người cùng lúc. Thì hồi trước cũng là cùng lúc với một lượt là do báo Thanh Niên á, cũng là đăng một lượt. À, tới bây giờ thì báo Thanh Niên cũng đâu có lên đính chính đâu, chỉ tháo bài thôi chứ không đính chính. Và bây giờ bắt đầu cũng là cùng một lượt nữa, cũng mất tích một lượt nữa nè. Còn về phía cô Thánh Kiện Đinh Lan, trước sự lan truyền của đoạn ghi âm này, cô ta cũng không lên tiếng phản pháo, oang oang dọa đi kiện cô Thanh Trần hay Diệp Đậu như bình thường chúng ta thường thấy. Vì trước đây Đinh Lan nhiều lần lên live stream cùng với Nam Quang Tiến Dũng. Một căn xử với công việc đồng quảng cáo luôn ha, cái này là báo 60 giây đồng hành nha bà con. Nha báo nha, đọc nghe báo. Một YouTuber ở hải ngoại cũng công kích bà Phương Hằng và Đại Nam rất dữ dội. Từ tiết lộ cô Diệp Đậu thì đoạn ghi dạ, âm này có thời gian chính xác chị Rùng Kim Dũng nha. 2021, thời lượng là 10 mời chị nghe kênh 60 giây của HTV Hồ Chí Minh nói về Đinh Lan ha. Đặc biệt là phòng PC02 nơi mà cô Diệp Đậu gửi đơn tố cáo ở đó. Tuy nhiên mới đây Đinh Lan lên tiếng cho rằng cái đó là nhận vơ. Đinh Lan đã cầm trong tay 10.000 đô la Mỹ trên tay từ rất lâu rồi. Đinh Lan biết nhận vơ trên tay Đinh Lan cầm 10.000 đô la Mỹ cách đây hơn chục năm rồi, mấy cha mấy má. Đừng nhận vơ là tôi nhận tiền đánh phá bà Hằng. Tóm lại các người rảnh quá lục Facebook người ta tìm tòi hình ảnh cũ rồi lên mạng xuyên tạc vu khống để làm nhục chính mình và thần tượng của mình. Nhưng thưa Đinh Lan, đây không phải là lấy hình ảnh mà là đoạn ghi âm Thanh Trần nói. Mà Đinh Lan sao không dám hỏi đích danh luật sư Thanh Trần để xác nhận việc này mà cứ dọa một số kênh YouTube nghe có vẻ là hơi nhập đối tượng. Tiếp theo có đoạn Đinh Lan nói: tôi Đinh Lan đã không nói gì về bà Hằng kể từ ngày bà bị bắt, cớ sao các người khốn nạn vậy hả? Người hại bà Hằng chính là các người đó. Thưa quý vị, đoạn này hơi mâu thuẫn nữa. Cô ta không nói mà chỉ thưa kiện khắp nơi thêm tội cho bà Phương Hằng. Rồi vụ anh Vũ Phan Thịnh thì cứ nghi ngờ bà Hằng thuê người hành hung mình, tấn công mình, thật là khó hiểu. Rồi mới đây cô Đinh Lan này cũng khoe trên tab cộng đồng là đi mua dược liệu để nấu thuốc tiểu đường và nói là đã trải qua thí nghiệm lâm sàng trên thuộc người thân của mình, đó là người cha của cô ta đã 77 tuổi. Trước đây Đinh Lan bênh vực thần y Lang Băm thì nay Lan đã bước tiếp con đường trở thành thần y thứ hai của Việt Nam, nhưng không phải miễn phí như tay thần y kia. Nhà mình nghe ghê không? Đinh Lan cũng là thần y thứ hai nha. Nhân 90 thang là 7.200.000 đồng, công nấu 2.400.000 đồng, nấu trong 48 tiếng, tiền vận chuyển 400.000 đồng từ khu Hải Thượng Lạc Ông quận 5 về địa chỉ 140/22 Lê Đức Thọ phường 6 Gò Vấp để tôi kiểm tra thuốc xong mới đưa ra bến xe miền Đông gửi lên xưởng nấu thuốc ở Gia Lai nấu. Sau khi nấu xong chuyển về nhà tôi rồi mới đóng thùng gửi đến nhà của người đặt, tổng chi phí là 10 triệu đồng. Thưa quý vị khán giả, theo thông tin từ chuyên gia y tế thì tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa với đặc trưng được. Cái này là báo gì quý vị, báo viết nha. Nà, tiểu đường là hiện tại là không có thuốc chữa, chỉ có những cái phương pháp tây y đông y đồ gì là rồi. Tới đây là hết rồi ha, tới đây là lúc này sân sản bắt đầu là nói rồi. Thì đây là một cái bài rất là mới nha, rất là mới ở trên kênh 60 giây của đài truyền hình HTV Thành phố Hồ Chí Minh mới vừa đăng. Thì có nói rõ là Thanh Trần, Diệp Đậu,
rồi Đinh Lan, rồi rất nhiều người ở trong một cái group này nhận tiền, chia nhau phân công để chửi thuê chửi mướn, tấn công vào chị Hằng, tấn công vào Đại Nam, tấn công vào quỹ Quỳnh Hữu. Thì ở đây chúng ta chỉ nghe và để đó, dù rằng đây là một cái kênh chính thống của đài HTV Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta chỉ nghe thôi, chúng ta cũng không không nhất thiết là phải tin và phải bàn. Hãy chờ cơ quan chức năng, bởi vì bây giờ là cơ quan chức năng là chắc chắn đang điều tra rồi, bởi vì đây cái thông tin này đã lên trên kênh của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhà mình cũng biết rồi, không có đơn giản đâu, không phải là chuyện chơi đâu. Chuyện chơi là kênh này không không bao giờ đăng, đây là kênh chính thống. Do đó bây giờ đang có việc lớn, chúng ta chỉ chờ vài ngày nữa thôi là sẽ có kết quả ha. Thì lúc đó chúng ta nói cũng không muộn. Bây giờ là nói chung bây giờ là cả nhà của chúng ta, những anh em mà yêu chính nghĩa, yêu Đại Nam, yêu chị Hằng, thì bây giờ bắt đầu là nên vui là vừa ha. Bây giờ bắt đầu nên vui đi, chuyện buồn tới với Atifan rồi. Bên Atifan bây giờ là rối loạn hết, người này là đâm chọc người kia, người này phanh phui người kia, giặt áo cho người xem lưng hết rồi. Bây giờ là không còn đoàn kết như ngày xưa đâu, bây giờ là hết đoàn kết rồi. Rồi cái tới thông tin thứ hai là những cái thông tin mà của cái vụ mà chuyến bay giải cứu hiện giờ đang xử. Đây là những cái thông tin mà rất là đau buồn, rất là đau buồn ha. Đau buồn cho cái người dân Việt Nam của chúng ta, chứ không phải là đau buồn cho những người này đâu. Đặc biệt như thế, đau buồn cho người dân. Thì ở đây mình cũng gửi hai cái thông tin đến nhà mình để mình thấy được rằng người dân Việt Nam của chúng ta rất là thiệt thòi. Thiệt thòi đủ đường. Tí xíu nữa mình sẽ thấy được, qua khi mà qua hai bài báo này thì nhà mình sẽ thấy được rằng là người dân Việt Nam của chúng ta rất là thấp cổ bé họng và rất là bị thiệt thòi trong cái sự vụ mà chuyến bay giải cứu này. Bây giờ cái thứ nhất, cái bài báo thứ nhất thì mình cũng mời nhà mình nghe nha. Hôm nay mình mở cho nghe cả hai bài báo rồi mình chia sẻ với nhau tí xíu. Vụ chuyến bay giải cứu, cựu đại sứ tại Malaysia thu quá 11 tỷ đồng của dân để giữ lại và chia nhau. Với gần 1.900 người mãn hạn tù được tham gia chuyến bay giải cứu, bị cáo Thái và cấp dưới thu 44,6 tỷ đồng. Nhưng các chi phí chỉ mất 33 tỷ, còn thừa hơn 11 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo Thái cùng cấp dưới giữ lại 5 tỷ đồng tại đại sứ quán, số tiền còn lại chia nhau. Trong phiên tòa... Thì qua cái đoạn này, nhà mình thấy với gần 1.900 người vừa mãn hạn tù thôi, là ở tù bên Malaysia, là bây giờ là được là tham gia vào các cái chuyến bay giải cứu về. Nhưng mà cái ông Thái này là ông cho thu trên là cái tiền là 11 tỷ, là bỏ túi để chia nhau xài. Các bạn mình thấy không? Người ta vừa ở tù ra thôi, vừa ở tù ra giải cứu về là thu lệch nhau hơn 11 tỷ rồi bỏ túi xài. Trong đó là 11 tỷ đó bỏ vào đại sứ quán ở bên Malaysia 5 tỷ, còn lại là chia nhau hết. Mình thấy không? Trong khi là dân đau khổ, trong khi là dịch bệnh hoành hành khắp thế giới, người thì ở tù vừa ra mà họ tìm mọi cách để là thu lợi bất chính về mình. Như thu là coi là thu lệch đó, chi có 33 tỷ thôi mà thu là 44,6 tỷ, lệch 11,6 tỷ bỏ túi xài. Mình thấy đau khổ không? Thấy tội nghiệp cho người dân của chúng ta. Đâu phải là người làm bình thường đâu, đã ở tù rồi, đã khốn khổ rồi, bản tạc hoàn hành nó không có tiền mà coi là quyết tâm thu lạc để bỏ túi xài. Mình thấy cái xuống cấp về đạo đức không, rất là trầm trọng. Đạo đức những người này là không còn nữa, xuống rất là trầm trọng luôn ha. Rồi mình mời nhà mình nghe tiếp nữa. Rất là đau khổ luôn. Xét xử vụ án chuyến bay giải cứu diễn ra ngày thứ ba, ngày 13 tháng 7. Bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ tại Malaysia, là một trong 54 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại phiên tòa, bị cáo Thái khai đã chỉ đạo thu tiền từ chủ ghe, tàu của người muốn về nước và phần thừa được chia cho các cán bộ đại sứ quán. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, đại sứ quán tại Malaysia tổ chức 8 chuyến bay giải cứu đưa 1.891 người chấp hành xong án phạt tù ở 19 trại chờ về nước,
Đại sứ quán tại Malaysia đã thu của mỗi người mãn hạn từ 20,3 triệu đồng. Ai không có nghe kỹ ra cái khúc này là thu là rất là nhiều tiền luôn. Khúc này nè, thu rất nhiều tiền ha. Nghe kỹ đoạn này nè. Về thủ đô Kuala Lumpur sẽ phải nộp từ 30 đến 35 triệu đồng một người. Trong đó, trên khoản cấp hộ chiếu, một số bị cáo ở đại sứ quán thu hơn 4,6 triệu đồng một cuốn, nhưng chỉ nộp về ngân sách 1,6 triệu đồng một cuốn. Với gần 1.900 người mãn hạn tù được tham gia chuyến bay giải cứu, bị cáo Thái và cấp dưới thu 44,6 tỷ đồng. Nhưng các chi phí chỉ mất 33 tỷ, còn thừa hơn 11 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo Thái cung cấp dưới giữ lại 5 tỷ đồng tại đại sứ quán, số tiền còn lại chia nhau. Trong đó, bị cáo Thái được 580 triệu đồng, cấp dưới của bị cáo Thái hưởng ít hơn. Tại tòa, bị cáo Thái khai được bổ nhiệm đại sứ từ tháng 5 năm 2020, nhưng tháng 11 năm 2020 mới sang được Malaysia. Cách đây 2 tuần rồi trình quốc thư lên nhà vua Malaysia, trả lời hội đồng xét xử về mức thu phí của những người trong các trại chờ, bị cáo Thái khai. Không có quy định về giải cứu tù nhân các trại chờ nên nói quy định rất là khó. Theo lời khai của bị cáo Thái, sự việc bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 khi Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu đại sứ quán phải đưa người nước mình trong các trại chờ về nước. Những người phải về nước bao gồm thủy thủ đánh bắt cá trộm, người lao động trái phép và các cô gái làm nghề nhạy cảm, gọi là đào. Đại sứ quán biết có nhiều môi giới thu tiền về nước, giá từ 40 đến 80 triệu đồng một người nên cử người xuống khảo sát, đưa công dân về nước, bị cáo Thái khai. Cũng theo bị cáo Thái, tiền cho người về nước được thu từ các chủ sử dụng lao động, chủ các ghe, tàu, chủ đào. Nếu họ không trả thì sẽ thu từ thân nhân, và nếu thân nhân từ chối thì đại sứ quán mới đứng ra chi. Về số tiền làm hộ chiếu bị thu chinh, bị cáo Thái khai. Thông tư 264/2016 của Bộ Tài chính quy định lệ phí hộ chiếu mới là 70 USD và thường thì các đại sứ quán chỉ cấp cho trẻ sơ sinh. Về số tiền chênh lệch thu của người về nước hơn 11 tỷ đồng, bị cáo Thái khai, nguyên nhân ngoài từ nguồn hộ chiếu. Đại sứ quán còn thu thêm một khoản dự phòng khi có tình huống khẩn cấp, nhưng sau không dùng đến nên bị cáo Thái chỉ đạo thủ quỹ giữ lại 5 tỷ đồng tại đại sứ quán. Một phần khác, bị cáo Thái chỉ đạo bồi dưỡng cho cán bộ trong đó, bị cáo Thái nhận 580 triệu đồng, các cấp dưới tùy theo vị trí mà được bồi dưỡng tương ứng. Hội đồng xét xử hỏi lý do bồi dưỡng, bị cáo Thái trả lời, làm việc phải bồi dưỡng cho cán bộ trại của Malaysia mà lại không bồi dưỡng người Việt thì khó huy động anh. Chị em thì cùng làm, cùng chịu rủi ro. Rồi, hết bài báo rồi. Đó thì qua một cái bài báo này, mình thấy không? Nhà mình thấy không? Ra coi như là thu thêm, thu dư, chia nhau xài. Mà khi mà hội đồng xét xử hỏi á, thì coi như là cho rằng là chi cho ở phía Malaysia thì bây giờ là phải chi cho cấp dưới ở mình, người Việt Nam. Trong khi là người ta rất là đau khổ. Dân là khó khăn, là thu vẫn là thu. Để dự trù, để 5 tỷ ở trong đại sứ quán đó, coi như là để dành đó, để dự trù, có trường hợp gì đó thì lấy 5 tỷ ra xài. Còn phần dư là 6 tỷ mấy á, là chia đều ở trong các anh em ở bên đó. Mình thấy là vậy thì cái vấn đề mà lương bổng thì sao? Rồi các cái chi phí khác ở bên đó thì sao? Tại sao phải là dư mà thu dư tiền của người ở đây là gần 1.900 người tù nhân chứ không phải là người bình thường. Thu của tù nhân từ coi như là từ 20 triệu cho tới là 35 triệu, 40 triệu một người. Thu là các cái chủ ở các ông chủ bên đó, không được thì thu là thân nhân, không được nữa thì mới là đại sứ quán chi tiền. Lẽ ra tất cả những người này là đại sứ quán chi tiền hết chứ không có thu cho người nào đó. Là tiêu chí của Việt Nam mình, là chính sách của Việt Nam mình là rước người Việt Nam về miễn phí mà. Đó, còn bây giờ là thu hết, đâu có miễn phí người nào đâu. Cái bài báo thứ hai mình chuẩn bị gửi nè, bài này mới là đau thương nè. Cái bài rồi ha, bài rồi là mình thấy đau về người Việt mình là đã ở tù mà còn bị thu tiền. Nó chưa đau bằng cái bài thứ hai này, chuẩn bị bài thứ hai này nè. Rất là đau, đau cho tất cả mọi người. Nếu như nhà mình nghe kỹ bài này ha, mình sẽ thấy được cái nỗi đau rất lớn. Nghe thoáng qua mình chưa thấy được nỗi đau đâu, nhưng mà mình nghe kỹ, mình xét kỹ cái nội dung của cái bài báo này để anh chị em thấy được cái chính nói là tại sao đau nha. Bây giờ mời nhà mình nghe ha, nghe kỹ bài này rồi tại sao là đau. Rồi ở đây mình mời nhà mình nghe nè. Nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng, cựu cục trưởng cục lãnh sự xin lỗi ngành ngoại giao. Trong phần xét hỏi,
Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan cho biết đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin lỗi đảng, nhà nước, ngành ngoại giao và gia đình. Tiếp tục phần xét hỏi của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu, sáng ngày 13 tháng 7, hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Bị cáo Lan là người bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng, nhiều thứ ba trong tổng số các bị cáo đã nhận hối lộ trong vụ đại án này. Bị cáo Lan cho biết cục lãnh sự được Bộ Ngoại giao phân công nhiệm vụ bảo hộ công dân. Trong thời gian dịch bệnh, trực tiếp đảm nhận việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đề nghị và cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước với tư cách là phó cục trưởng phụ trách. Nhiều cục chứ trưởng anh. Sau này là cục trưởng từ tháng 7 năm 2021. Nãy giờ vô ra nhiều lắm. Bị cáo Lan chịu trách nhiệm đối với mọi công tác của cục lãnh sự, trong đó có nhiệm vụ xét duyệt danh sách các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay, trực tiếp báo cáo Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách duyệt, ký công văn gửi tổ 4 bộ trên 5 bộ về việc đề xuất cho các doanh nghiệp tham gia tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước. Theo cựu cục trưởng cục lãnh sự, quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đề nghị của doanh nghiệp được xử lý theo trình tự như sau. Hồ sơ của doanh nghiệp được gửi đến cục lãnh sự, văn phòng tiếp nhận hồ sơ, tập hợp và chuyển cho phòng bảo hộ công dân. Phòng bảo hộ công dân có trách nhiệm tập hợp yêu cầu của doanh nghiệp lập thành danh sách tổng hợp. Bên cạnh đó, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp và kế hoạch bảo hộ công dân đã được tổ công tác 5 bộ thống nhất trước đó, phòng bảo hộ công dân lựa chọn các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu lập danh sách doanh nghiệp. Hai danh sách này được trình lên phó cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng và cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan xem và điều chỉnh, rồi được Nguyễn Thị Hương Lan báo cáo thứ trưởng Tô Anh Dũng. Sau đó, danh sách tổng hợp, danh sách doanh nghiệp và một số tài liệu liên quan được chuyển đến tổ công tác 5 bộ để xin ý kiến. Nếu các bộ chấp thuận thì doanh nghiệp được tổ chức chuyến bay. Khi được hội đồng xét xử hỏi về các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, bị cáo Lan cho biết cục lãnh sự lựa chọn trên 4 tiêu chí. Một là ưu tiên địa bàn có đông công dân bị mắc kẹt. Hai là doanh nghiệp phải có văn bản đồng ý của địa phương tiếp nhận công dân và cũng không dùng quá nhiều công dân vào một địa phương, trong cùng một địa phương. Ba là người được đưa về phải là công dân Việt Nam và có nhu cầu về nước. Thứ tư, doanh nghiệp thực hiện chuyến bay phải có đủ điều kiện, năng lực và có thể thực hiện trọn gói cho công dân. Khai nhận về hành vi phạm tội, Nguyễn Thị Hương Lan cho biết trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đề nghị của doanh nghiệp, bị cáo có gặp gỡ, nhận quà, tiền của đại diện nhiều doanh nghiệp. Có một số doanh nghiệp do lãnh đạo các bộ ngành giới thiệu nên bị cáo có gặp. Cụ thể, bị cáo gặp, nhận giúp đỡ, quà và tiền của đại diện 8 doanh nghiệp theo đúng như nội dung cáo trạng. Bị cáo thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng là đúng, bị cáo Lan nói. Cáo trạng xác định, trong quá trình cấp phép các chuyến bay giải cứu, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, cựu cục trưởng cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã 32 lần nhận hối lộ của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng gồm 20,2 tỷ đồng và 210.000 USD. Hiện nay, gia đình bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan đã nộp 900 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Khi được hội đồng xét xử, bị cáo nhận thức thế nào về hành vi của mình? Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan cho biết đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái và rất ân hận. Bị cáo nhận thức việc bị cáo đã làm là sai. Việc nhận tiền này là nguyên nhân chính dẫn đến việc các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá chuyến bay đối với công dân, gây thiệt hại cho công dân, ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước. Tôi rất xin lỗi đảng, nhà nước, cơ quan ngoại giao và gia đình vì lỗi lầm của bản thân bị cáo, cựu cục trưởng cục lãnh sự nghẹn ngào nói. Rồi, hết bài báo rồi nhà mình. Thì qua cái bài báo này, nó có hai vấn đề mà mình thấy rất là đau nha. Rất đau á. Đó là cái gì? Tổng hết số tiền mà của bị cáo này nhận là hơn 25 tỷ. Hơn 25 tỷ. Nhưng hiện nay là gia đình mới có nộp 900 triệu thôi để khắc phục. Nhà mình thấy sao? Còn hơn 24 tỷ không thu được. Chưa thu được. Đúng không? Nhà mình thấy đúng không? Hơn 24 tỷ chưa thu được nha. Đó. Và 24 tỷ này khi nào thu được? Nhà mình thấy khi nào thu được? Bây giờ đang đem ra xét xử. Thì thời điểm này là thời điểm nộp tiền lại. Để làm gì? Để coi như là được giảm án. Nhưng mà bây giờ chỉ nộp có hơn 900 triệu thôi. 900 triệu thôi. Còn hơn 24 tỷ. Chắc gì thu được. Đây là cái thứ nhất. Cái đau nhất ở trong đây là gì? Cái bị cáo này biết
là cái việc mà nhận tiền hối lộ của mình là làm tăng cái giá vé, tăng cái gánh nặng lên cho cái người dân Việt Nam, cho công dân Việt Nam mình, là bằng cách là mua vé máy bay về. Nhưng khi xin lỗi, không có câu nào xin lỗi người dân Việt Nam cả. Nhà mình nghe rất kỹ ha, không có câu nào xin lỗi người dân. Dù là người dân thiệt hại, nhưng mà xin lỗi là xin lỗi đảng, xin lỗi là nhà nước và các cơ quan ngoại giao, xin lỗi gia đình, chứ không có câu nào xin lỗi người dân, không có câu nào xin lỗi cái người mà những người mà chi tiền cho những người này, hối lộ cho những người này, không xin lỗi người dân ha. Đây mình đọc lại cái đoạn sau này để nhà mình thấy được rằng những người này xem người dân Việt Nam không ra gì cả, người dân Việt Nam không có trong mắt của cái bà này ha. Bị cáo nhận thức việc bị cáo đã làm là sai, việc nhận tiền này là nguyên nhân chính dẫn đến việc các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá chuyến bay đối với công dân ha. Lại người này biết là mình nhận là hối lộ, nhận tiền này là các doanh nghiệp tăng cái tiền vé máy bay lên cho công dân, nhưng mà khi cho công dân, gây thiệt hại cho công dân, ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước. Tôi rất xin lỗi đảng nhà nước, cơ quan ngoại giao và gia đình vì lỗi lầm của bản thân bị cáo, cựu cục trưởng cục lãnh sự nghẹn ngào nói. Nhà mình thấy không, không có lời nào xin lỗi người dân cả. Mà ở Việt Nam mình, chế độ xã hội chủ nghĩa của mình, người dân là chủ, còn lại đảng nhà nước, tất cả những người làm trong các cơ quan chức năng đều là đại tớ của dân. Nhưng mà đại tớ làm sai, đại tớ không xin lỗi dân, không xin xin lỗi chủ của mình. Nhà mình thấy rõ ràng không? Ở đây nó rất rõ ràng. Vậy thì người dân trong mắt của bị cáo này có hay không? Có hình ảnh dân ở trong đó hay không? Hay là trong mắt của cái bị cáo này chỉ có đảng và nhà nước và những người làm chung cơ quan, chứ còn dân là coi như là không cần thiết, không cần biết. Bây giờ là lấy tiền của dân nhưng không xin lỗi dân, và tiền là bây giờ là thu hơn 25 tỷ, coi như là mà trả là bây giờ là trả mới có 900 triệu thôi mà không xin lỗi dân luôn. Vậy thì nhà mình thấy như thế nào? Có phải là một nỗi đau rất là đau đúng không? Người dân Việt Nam của chúng ta là chủ của đất nước này, nhưng mà đại tớ làm sai, đại tớ không xin lỗi chủ, mà xin lỗi đại tớ. Nhà mình thấy rõ ràng như thế. Bởi vì cái câu đại tớ này là gì? Từ Bác Hồ, từ là Bác Trọng, là nói ra đảng, nhà nước là đại tớ của dân. Dân mới là gốc, phải lấy dân làm chủ, dân là gốc. Vậy thì chủ sai với chủ mà không xin lỗi chủ. À, rõ ràng ha, không xin lỗi chủ, sai với chủ mà không xin lỗi chủ, mà sai với chủ mà chỉ xin lỗi với những người cùng làm việc với mình, cùng là đại tớ với nhau, xin lỗi với nhau. Vậy thì trong mắt những người này có ông chủ hay không? Ở nhà mình thấy có ông chủ hay không? Chắc chắn là không có ông chủ. Lẽ ra nếu như mà có ông chủ, nếu mà có dân ở trong mắt những người này là xin lỗi dân trước, chứ không phải là xin lỗi đảng chính phủ. Xin lỗi dân chứ, dân mới là chủ. Đó. Nhà mình thấy rất là rõ, đây là một cái nỗi đau mà mình thấy thật sự. Bây giờ những cái người mà đang phạm tội nè, những cái người mà nhận tiền hối lộ đang bị xử lý nè, trong cái vụ chuyến bay giải cứu nè, thật sự người dân có trong mắt những người này hay không? Theo như nhà mình, theo như mấy anh chị ấy, là người dân có trong mắt của những người này hay không? À, mình thấy hiện bây giờ đó, cái bà này là cái bà Nguyễn Thị Hương Lan này đó, là dân không có trong mắt bà này, chắc chắn như thế. Mình đọc rất nhiều, mình xem rất nhiều, chưa có cái nào gọi là xin lỗi dân cả, chỉ xin lỗi đảng nhà nước, biết lỗi ân hận vậy thôi, chứ không có xin lỗi dân. À, đây là một cái nỗi đau cho người dân Việt Nam, và cũng hy vọng rằng từ đây cơ quan chức năng, đảng chính phủ nhìn ra được cái vấn đề này. Để làm sao để có cái hướng xử lý những người này, hoặc là đào tạo những cái lớp trẻ làm sao phải lấy dân làm gốc. Trong mắt của những người này, dân phải mới là chính, mới là đúng, chứ còn mới được. Mà nếu mà dân là trong mắt những người này, dân là chủ,
dân chính thì cái khả năng là cái vấn đề là tham nhũng hối lộ này nó sẽ ít hơn. Chứ còn bây giờ là dân không có trong mắt những người này, à, chủ yếu là tiền thôi. Trong mắt những người này là tiền, làm sao là thu được tiền, làm sao là lấy được tiền bỏ túi riêng mình là được, chứ còn dân là không có trong mắt những người này. Qua bài báo thì từ ở phía trên, từ ở trên cái tựa báo, từ ở trên cái tựa đầu bài là đã mình đã thấy rồi ha. Từ đầu nè, mới vô cái đầu bài báo là mình thấy rồi: xin lỗi đảng, nhà nước, ngành ngoại giao và gia đình. Xin lỗi có bốn đơn vị thôi, dân không có. Mà trong khi á, dân mới là chủ đất nước này mà không có xin lỗi. Xin lỗi đảng, nhà nước, ngành ngoại giao và gia đình, mình thấy không? Rồi còn lại là hơn 24 tỷ này chừng nào mà nộp lại cho nhà nước, chừng nào trả lại cho nhà nước. Bây giờ thời điểm bây giờ mà mới đưa có 900 triệu thôi, còn hơn 24 tỷ khi nào trả, khi nào mà chi thu được cái số tiền này. Thời điểm này là thời điểm mà đang xử này là thời điểm mà trả chi thu. Những có nhiều người á là nhận bây giờ là trả hết 5 tỷ, đem trả hết đủ 5 tỷ, còn bà này là trả mới có 900 triệu thôi. Và chưa nào trả, bởi vì trả thời điểm này là gì, là giảm án, là khắc phục hậu quả, mà bây giờ là không trả, trả có 900 triệu thôi, thì còn lại hơn 24 tỷ chưa nào trả. Và xin lỗi dân thì không có, không có từ nào xin lỗi dân hết. Đó thì mình thấy ha, bà đây nè, bà cụ cục trưởng cục lãnh sự nè, bà Lan á, ở nhà mình nhớ ha, bà Lan nè, để ý cái bà Nguyễn Thị Hương Lan nha, đó. Thì qua cái buổi live hôm nay thì mình có coi như là nội dung của hôm nay có hai vấn đề. Một là các Antifan ở phía chị Hằng đang rối loạn, đang rối loạn, người này vạch áo người kia hết, hiện bây giờ là đang tan đàn xẻ nghé. Và hôm nay cũng là ở trên kênh 60 giây của đài HTV Thành phố Hồ Chí Minh là đưa tin, là thông tin của Đinh Lan, của Thanh Trần và Diệp Đậu rất là nhiều ha. Đó, nói rất là rõ về vấn đề là nhận tiền ở từ Nam Quan Tiến Dũng về chia nhau, nhưng mà chúng ta không dựa vào đây, chúng ta không nói, chúng ta chờ cơ quan chức năng khi nào điều tra có kết quả, cơ quan chức năng nói rõ, thông báo rõ thì chúng ta lúc đó mới nói. Cái thời điểm bây giờ mà chúng ta nói thì đôi khi lại là quan ức gọi tội nghiệp cho ở phía Atiban ha. Còn cái thông tin thứ hai là cái thông tin về chuyến bay giải cứu. Thì mình thấy thứ nhất là cái ông đại sứ quán, cựu đại sứ quán ở Malaysia đã thu của hơn một, thu là dư 11 tỷ của gần 1.900 người tù nhân. Đây là một nỗi đau vì người ta đã không có tiền, người ta ở tù rồi, mới rồi ra tù rước về lại là thu dư tiền hơn 11 tỷ đồng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là bà cụ là cục lãnh sự ha, là bà Nguyễn Thị Hương Lan nhận hơn 25 tỷ đồng, nhưng mà hiện bây giờ mới có khắc phục được có 900 triệu thôi, còn hơn 24 tỷ chưa thu được nha. Đó là cái nhất. Cái thứ nhì là biết lỗi với dân nhưng mà không có xin lỗi dân. Trong mắt của bà Lan này, dân không có giá trị gì bà này cả, đúng không? Nhà mình thấy đúng không? Nếu như người dân mà có giá trị trong mắt bà Lan này thì bà Lan này xin lỗi dân trước mới là đúng, bởi vì lấy tiền của người dân, nhưng mà bây giờ là xin lỗi đảng, nhà nước, ngành ngoại giao và xin lỗi gia đình thôi, còn tiền nhận của dân thì không xin lỗi dân. Đó thì ở trong mắt bà này thì mình nhìn thấy rằng là người dân không có trong mắt bà này. Đó. Thì cảm ơn nhà mình rất là nhiều nha. Nhà mình nãy giờ là cũng rất là tích cực về comment ha, bình luận ha. Ở chỗ mà chị Hằng, anh ruột chỗ chị Hằng hiện bây giờ là chưa xử đâu anh, chưa xử bây giờ đâu, còn nữa bây giờ chưa xử đâu nha, bởi vì hiện bây giờ là mới có Trang Trần và Đinh Lan, còn nhiều người ở ngoài đó chưa, đang điều tra chưa tới. Do đó khi nào mà điều tra xong, đặc biệt là chỗ Hằng Ni nha, Hằng Ni phải điều tra cho xong mới có thể là xử được, bởi vì Hằng Ni dính dáng với chị Hằng, mà Hằng Ni bây giờ là như là báo Bình Phước đăng, anh thấy không, là dính dáng tới vấn đề là luật sư, mà dính dáng tới cái vấn đề
nước ngoài. Đó, thì mình thấy là đây là cái sự việc mà điều tra còn lâu, thì chúng ta chỉ là tin chờ chị Hằng thôi, chờ khoảng 20 ngày nữa xem chị Hằng có được là tại ngoại chờ xét xử hay không thôi. Chứ còn bây giờ mà nếu mà kêu xử bây giờ thì chưa đâu, bây giờ chưa xử đâu. Bởi vậy nó dính dáng tới cái phía mà bên Antifan còn quá nhiều người chưa điều tra xong thì không xử được, chưa có gì hết mà. Thì bây giờ là nhốt ông sĩ với Hằng đi là hơn 4 tháng nay rồi, đâu có tin tức gì đâu, bạc liêu âm tính, thì bây giờ còn đang điều tra đó. Mà chưa có kết quả gì hết thì đâu có xử được, bởi vì ông sĩ Hằng Ni đều có trong đơn tố cáo của chị Hằng mà, đâu có xử được đâu. Phải có hết những người này, kể cả bây giờ là 10 người ở ngoài nè, 10 người mà còn mà những người ở ngoài nè, 35 người mà chị Hằng mà kiện là cũng phải điều tra hết những người đó, có thông tin hết mới xử được. Đó. Còn bây giờ chưa có thông tin thì có thể mình hy vọng rằng là chị Hằng được tại ngoại chờ xét xử thì có thể, chứ còn bây giờ xử bây giờ là chưa nha, không được đâu. Chứ còn bây giờ mà anh so sánh cái vụ án này với cái vụ án chị Hằng là nó cũng không được, tại vụ án chị Hằng là phức tạp hơn vụ án này nữa. Vụ án này là chỉ là vấn đề là nhận tiền hối lộ, còn vụ án của chị Hằng vừa là tiền mà vừa là cái vấn đề là dính dáng tới Nam Quan Tiến Dũng nhiều thứ, chứ không phải là đơn giản như chuyện này đâu. Đình chỉ thì chắc cũng không đình chỉ đâu anh, không đình chỉ đâu. Bởi vì vụ án này bây giờ nó đã đi là coi như là từ trong nước ra ngoài nước đang theo dõi của cái vụ án của chị Hằng thì không thể đình chỉ được. Mà bây giờ là chờ, có thể là theo em nghĩ thì có thể là bây giờ là cho chị Hằng là tại ngoại, cấm khỏi, đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại ở gia đình, cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày xét xử. Chứ còn bây giờ đình chỉ coi như là bỏ qua vụ án này thì không được, không đình chỉ, không bỏ qua được đâu. Bởi vì vụ án này là trong nước và ngoài nước đang theo dõi, không thể bỏ qua được. Thì nó dính dáng tới nhiều thành phần phản động đó, cái đó mới quan trọng. Thái Văn Đường hay là con Phạm Nghè này kia, bây giờ rất là nhiều người hết, Hằng Ni nhiều lắm, luật sư sĩ vậy đó, nó dính dáng. Mà những người đó đã bị bắt rồi, đang điều tra rồi thì không thể dừng được, phải xử cho nó dứt điểm cái vụ án này. Và vụ án này là rất là nhiều nhiều vấn đề ở trong đây. Nhưng mà cái vấn đề mà hiện nay chúng ta buồn là chị Hằng bị tạm giam, nhưng mà chúng ta vui là chị Hằng làm được rất nhiều thứ cho xã hội. Anh thấy không? Bây giờ hiện bây giờ là nhà mình thấy là chị Hằng làm được rất nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ thần y đâu có đi chữa bệnh được nữa đâu, đúng không? Thần y bây giờ là chết chắc chứ, không có bao giờ mà được đi chữa bệnh nữa đâu, nó mất tích luôn. Đó là cái vui đầu tiên. Mà có, đó là cái mà người Việt Nam của chúng ta được hưởng lợi từ chị Hằng. Cái thứ hai là không còn là cái vấn nạn là kêu gọi từ thiện. Bây giờ là không có kêu gọi từ thiện nữa. Qua mấy năm rồi, mấy đợt bão bão dông rồi, đâu có nghệ sĩ nào nhảy ra kêu gọi từ thiện đâu. Hay là mình thấy không? Đó là một cái, là cũng là một cái vấn nạn. À, mà bây giờ là cũng dẹp được cái vấn đề đó luôn. Nhờ cái nghị định 93 ra đời. Đó do là cũng do chị Hằng. Do đó là chúng ta phải cảm ơn chị Hằng. Đó là hai sự việc mà chúng ta thấy được rằng là chị Hằng dù rằng ngồi ở trong T30 nhưng người dân Việt Nam được hưởng lợi là qua hai cái đó. Cái thứ ba là gì? Là Tỉnh Thất Bồng Lai. Nếu như không có chị Hằng thì bây giờ Tỉnh Thất Bồng Lai vẫn chưa xử xong, vẫn chưa xong. Bởi vì trước khi chị Hằng gói ghéo gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai đã xử rồi, nhưng mà cũng đâu xong đâu. Chị Hằng lên tiếng, cũng phải nhờ chị Hằng là Tỉnh Thất Bồng Lai mới là vạch trần ra được. Rồi cái thứ tư là gì? Là thuế của các anh em nghệ sĩ trốn thuế từ xưa giờ. Chị Hằng là lên tiếng là bây giờ phải chi thu thuế, phải kiểm tra thuế. Đó là, đây là những cái rất là nhiều thứ mà nhờ chị Hằng chúng ta mới được hưởng cái, những cái phúc lợi đó. Chúng ta mới người dân nghèo mới không bị là lừa gạt, những người bệnh là không bị thần y là dỗ tay kéo lưỡi, đúng không? Đó, nhờ chị Hằng rất là nhiều thứ. Nó còn nữa, còn nhiều thứ nữa. Và sắp tới đây sẽ còn nhiều thứ nữa này. Đặc biệt là không có chị Hằng lâu ra ha, cái phe cánh mà cái vụ mà nhận tiền về này ha, nó không phải là đơn giản như bây giờ. Và nhờ chị Hằng mà lôi ra cũng có nhiều nhiều người là bị bắt, thì cũng là nhờ chị Hằng. Sáng mai ha, trong ngày mai đi, sáng mai nhà mình đi vòng vòng xem thử coi.
À, xem nguội ha. Vòng vòng nhà mình để xem thử nè. Kênh Thám Tử Cào nè. Kênh của Mộc TV nè. Kênh của Phan Phong nè. Kênh của Tony Phạm nè. Kênh của Diệp Đậu nè. Kênh của Duyên Mai nè. Nhà mình sẽ thấy được là ở bên đó là nó đang rối loạn. Vậy là hiện bây giờ là em đang yếu quá hả chị hả? Chị ruột đang yếu quá, em đang yếu quá, bây giờ phải mạnh mẽ hơn hả? Bây giờ ở phía bên Antifan rối loạn hết. Kể cả là cái kênh mà Bảy Gà. Bảy Gà là gì? Kim Mao TV, kênh đó là kênh Kim Mao TV. Thì nhà mình qua xem các cái kênh đó đi. Là bây giờ là rối loạn hết. Không có như ngày xưa đâu, không có đoàn kết như ngày xưa đâu. Bây giờ hiện giờ là đang run sợ dữ lắm. Rối loạn dữ lắm. Bởi vì chuyện gì tới nó cũng đã tới rồi. Nhân quả nó tới hết, tới mau lắm. Đấy. Bữa nay lên lên nói vậy đó, ngồi nói vậy chưa biết là ngày mai là ra sao đâu, chưa biết đâu. À, về vấn đề là coi như là bị là cọp về điều tra vấn đề là đi mượn tiền không trả này kia đó. Nhiều lắm nha, ở bên đó là nhiều chứ không phải là cái vụ án mà 530 triệu không đâu, nhiều vụ án mà đó lắm, tiền nong ở nước ngoài mượn này kia đủ thứ hết đó, đó. Chờ vài bữa đi nhà mình sẽ thấy không có đơn giản ở đó đâu. Đừng có thấy mà gọi là gì như chị Hằng, chị Hằng nói ha, đừng có thấy mà hoa nở mà ngỡ xuân về đâu, không có đâu. Rồi em xin dừng like tại đây nha. Chúc cả nhà là có một đêm ngon giấc, ngày mai là nhiều năng lượng, là thành công mới nha. Ngày mai là giữa tuần rồi đó, mai là thứ năm rồi, mai là quay quay hết tuần nữa rồi. Rồi em xin dừng like tại đây, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, chúc tất cả có một đêm ngon giấc. Em xin dừng nha. Bye bye cả nhà.